lên lên sân khấu, lên sân khấu. Lên sàn đi. Cái đợt này đó là em yên tâm đi, chồng các mặt này chỉ vài ba năm thôi. Người có to đâu mà chứ chẳng bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.